Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, như đã chia sẻ trong hầu hết các bài đăng về cuộc chiến Nga-Ukraine hiện tại, ngoài các tuyên bố về thiệt hại của các bên liên quan, thì việc kiểm tra và xác thực cũng rất quan trọng. Bởi lẽ, chiến tranh xung đột thường đi kèm với cả tâm lý chiến, việc người ta nói vống thiệt hại của đối phương là một trong các chiêu bài phổ biến để ủy lạo tinh thần quân ta, khiến quân địch hoang mang. Việc này được áp dụng trong hầu hết các cuộc xung đột suốt chiều dài lịch sử và tới cuộc chiến tranh Ukraine của hiện tại cũng vậy. Nhưng khác với lịch sử, nhờ sự tiến bộ của công nghệ ngày nay, đặc biệt là kỹ thuật trinh sát vệ tinh, đã giúp người ta có thể xác định được độ tin cậy từ báo cáo của các bên tham chiến. Mà câu chuyện hôm nay là một trong các điển hình của việc nhờ công nghệ ảnh vệ tinh một lần nữa xác định được độ tin cậy của các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Như đã biết, vào đêm ngày 4 tháng 4, rạng sáng ngày 5 tháng 4, cơ quan an ninh Ukraine SBU phối hợp với quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập kích bằng UAV cảm tử quy mô lớn nhắm vào một loạt các căn cứ không quân của lực lượng hàng không vũ trụ Nga nằm ở tỉnh Rostov, Quốc và vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 4 xác nhận vụ tấn công và cho biết hệ thống phòng không của họ đã tiêu diệt hơn 50 chiếc UAV Ukraine, trong đó 44 chiếc bị bắn hạ tại vùng Rostov có đường biên giới với khu vực miền đông Ukraine. Về thiệt hại, Bộ Quốc phòng Nga cho tới giờ phút này không đưa ra báo cáo chính thức, trong khi báo chí Ukraine loan tin vụ tấn công đã phá hủy ít nhất 6 máy bay và khiến 8 chiếc bị hư hỏng nặng ở căn cứ Mozozov, tỉnh Rostov. Tới hôm nay, tình báo Ukraine tiếp tục ra tuyên bố vụ tấn công đã gây thiệt hại cho ít nhất 7 máy bay Nga tại căn cứ không quân Yaz ở vùng Krasnodar. Nguồn tin từ HUR cho biết vụ tấn công đã làm hư hại 4 tiêm kích Su-30SM, 2 máy bay vận tải và một thủy phi cơ BE-200. Như thường lệ, Bộ Quốc phòng Nga không công nhận điều này, nhưng kênh Telegram Kremlin thì có đăng thông tin xác nhận có thiệt hại trên nhiều căn cứ của Nga mà vừa rồi chúng tôi đã có đăng tải. Do vậy, vài ngày sau vụ tấn công, các công ty vệ tinh tư nhân rốt cuộc đã có những bức ảnh đầu tiên về căn cứ của Nga sau vụ tấn công UAV của Ukraine, qua đó một lần nữa khiến đồng minh Kiev thất vọng. Cụ thể, theo các chuyên gia của tạp chí The Warzone, có trụ sở tại Mỹ, một ngày trước vụ tấn công, căn cứ vào hình ảnh vệ tinh, người ta đã nhìn thấy 29 máy bay phản lực tại căn cứ Mozozov, vùng Rostov. Nhưng trong hình ảnh vệ tinh được công ty vệ tinh Planet Lab chụp ngày 6 tháng 4, chúng ta có thể đếm cùng số lượng máy bay và không có thiệt hại lớn đối với các máy bay cũng như hạ tầng căn cứ. Chỉ có hai thay đổi nhỏ giữa hình ảnh chụp ngày 4 tháng 4 và 6 tháng 4 là một cặp hố bom gần khu vực bảo trì. Điều này cho thấy đúng là đã có những cuộc tấn công nhắm vào căn cứ và một hoặc hai trong số chúng đã vượt qua hàng phòng thủ nhưng không trúng đích. Giới phân tích quân sự Mỹ cho rằng mặc dù có những giới hạn thực sự đối với số thông tin mà hình ảnh vệ tinh thương mại có thể cung cấp, nhưng chúng tôi nhận thấy không có tác động lớn nào đối với căn cứ. Một hình ảnh khác được chụp trong ngày 6 tháng 4 cho thấy một chiếc máy bay đang lăn trên đường băng, một chiếc khác đang hạ cánh. Dù thế nào đi nữa, phải nhấn mạnh rằng có thể là có thiệt hại với căn cứ của Nga, bao gồm cả máy bay. Các mảnh đạn cũng như một số thiệt hại với máy bay và trang bị có lẽ không thể hiển thị hết trên ảnh vệ tinh, biên tập viên Tyler Galloway nhận định. Do vậy, kết luận bài viết, giới phân tích Mỹ chốt hạ, cuộc tấn công của UAV Ukraine vào căn cứ Mozozov lần này có vẻ không thành công cho lắm, nhưng không có nghĩa là các cuộc tấn công trong tương lai cũng sẽ như vậy nếu chúng diễn ra. Hiện tại, có vẻ là căn cứ Mozozov vượt qua vụ tấn công một cách bình yên. Cách nói của báo chí Mỹ hơi vòng vo vì còn vì đồng minh của mình. Nhưng cơ bản có thể thấy là các tuyên bố của Ukraine về thiệt hại với căn cứ không quân Mozozov của không quân Nga cho tới giờ phút này có thể khẳng định là sai sự thật. Về phần các căn cứ Yaz ở vùng Krasnodar, Engen 2 ở vùng Saratov chưa có báo cáo kiểm tra. Được biết, Planet Lab là công ty ảnh vệ tinh trái đất có trụ sở tại San Francisco, bang California, được thành lập từ năm 2010. Công ty này tự thiết kế và sản xuất các vệ tinh thu nhỏ 3U CubeSat có tên mã là DO, sau đó phóng lên quỹ đạo trong nhiều vụ phóng. Mỗi vệ tinh DO được trang bị kính viễn vọng công suất cao và máy ảnh lập trình để quét, chụp các khu vực trên trái đất. Tính đến năm 2021, công ty này đang vận hành chùm vệ tinh lên tới 200 chiếc, cung cấp bản đồ độ phân giải cao, phục vụ nhiều mục đích cho việc giám sát khí hậu, quy hoạch đô thị, ứng phó thiên tai và cả mục đích quân sự mở.